vô sở hữu là pháp tặng của mười phương hết thảy chư Phật hiền thánh. Như trong phẩm trúc lụy của kinh Bát Nhã Ba La Mật nói, Bát Nhã Ba La Mật là pháp tặng của chư Phật ba đời, mười phương. Bát Nhã Ba La Mật tức là không vô sở hữu. Có khi Phật nói có, để giáo hóa chúng sanh, lâu về sau đều sẽ vào trong pháp tặng vô sở hữu. Hỏi, nếu như vậy, sao trong kinh Bát Nhã Ba La Mật nói? Nếu quá năm uẩn không vô sở hữu, chẳng phải là đạo. Đáp, trong kinh bát nhã ba la mật ấy nói, có và không đều không. Như trong kinh trường trạo phạm chí nói có ba thứ ta kiến. Một, hết thảy có. Hai, hết thảy không. Ba, nửa có nửa không. Phật bảo phạm chí trường trạo rằng, hết thảy hữu kiến là bị dục nhiễm, bị sân nhuế, ngu si chói buộc hết thảy vô kiến là không nhiễm không sân không si không đắm không buộc nửa có nửa không có thời đồng bị buộc như trên không thời đồng không bị buộc như trên đối ba thứ kiên ấy thánh đệ tử nghĩ rằng nếu ta chấp thọ hết thảy hữu kiến thời cùng với hai hạng người kia tranh đó là hạng người chấp hết thảy không và hạng người chấp nửa có nửa không nếu ta chấp thọ hết thảy vô kiến cũng cùng với hai hạng người kia tranh đó là hạng người chấp hết thảy có và hạng người chấp nửa có nửa không nếu ta chấp thọ nửa có nửa không cũng cùng với hai hạng người kia tranh đó là hạng người chấp hết thảy không và hạng người chấp hết thảy có vì đấu tranh nên phỉ báng nhau vì phỉ báng nhau nên gây phiền não vì thấy sự đấu tranh phiền não ấy nên bỏ vô kiến ấy và các kiến khác cũng không chấp thọ, không chấp thọ nên liền được vào đạo. nếu không chấp trước hết thảy các pháp không thời tâm không nổi lên đấu tranh chỉ dứt trừ kiết sử ấy gọi là thật trí. nếu chấp thủ tướng không của các pháp thời nổi lên đấu tranh không diệt được các kiết sử nương dựa trí tuệ ấy là chẳng phải thật trí. như phật nói. Vì độ chúng sanh cho nên có nói pháp tất cả đều thật chỉ vì chúng sanh đối với pháp ấy có chấp trước không chấp trước nên có thật với không thật. Do các nhân duyên như vậy, thân, khẩu, ý nghiệp của Phật không có tội lỗi. Thế nên nói Phật thân, khẩu, ý trước đã biết rõ, vậy sau theo trí tuệ đó mà hành. Hỏi lúc đầu nói Phật thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi, nay lại nói thân khẩu ý theo trí tuệ mà hành, có nghĩa gì sai khác? Đáp, trước nói ba thứ không lỗi, không nói đến nhân duyên, nay nói nhân duyên vì theo trí tuệ mà hành nên không lỗi. Nếu trước không chủ lượng mà khởi lên thân khẩu ý nghiệp thời có lỗi. Phật trước dùng trí tuệ khởi thân, khẩu, ý nghiệp nên không lỗi. Lại nữa, Phật thành tựu ba thứ tịnh nghiệp, ba thứ tịch tịnh nghiệp, ba thứ bất hộ nghiệp. Có người nghi nói, nhân duyên gì Phật thành tựu nghiệp như vậy? Vì vậy nên Phật nói, ta hết thảy thân, khẩu, ý nghiệp trước do trí tuệ vậy, sau theo trí tuệ đó mà hành. Phật lấy trí tuệ biết quá khứ, vị lai, hiện tại, thông suốt không chướng ngại. Ba thứ trí tuệ ấy đối với ba đời thông suốt không chướng ngại, nên ba nghiệp theo trí tuệ mà hành. Hỏi: Các pháp quá khứ đã diệt đã tận, không còn có gì. Các pháp vị lai hiện chẳng đến chẳng xanh, chưa hòa hợp. Các pháp hiện tại cho đến trong một niệm cũng không có lúc trụ lại, làm sao mà có thể biết ba đời thông suốt không chướng ngại? Đáp: phật nói quá khứ vị lai hiện tại thông suốt không chướng ngại lời nói đó đâu phải hư dối lại nữa nếu không có quá khứ vị lai chỉ có khoảnh khắc một niệm trong hiện tại thời phật cũng không thành tựu được vô lượng công đức như mười trí là mười lực khi ấy cũng không thể một tâm có mười trí được nếu như vậy phật cũng không được đầy đủ mười lực do nhân duyên ấy biết có quá khứ vị lai Hỏi: Nếu quá khứ, vị lai, hiện tại đều có, vậy thế nào là không? Phật nói bốn đế, về khổ đế quán tướng vô thường. Chấm. Chấm. Vô thường là sanh diệt, bại hoại, bất cả đắc. Nếu pháp quá khứ nay thật có thời không gọi là vô thường, bại hoại, bất cả đắc. Lại nữa, nếu quá khứ, vị lai, hiện tại đều có thì đọa vào thường kiến, vì sao? vì pháp ấy chắc chắn sẵn có ở trong vị lai chuyển từ vị lai đến hiện tại từ hiện tại chuyển vào quá khứ như người từ một phòng đi vào một phòng không gọi là mất người đáp nếu không mất có lỗi gì hỏi nếu không vô thường thời không tội không phước không sanh không tử không trói không mở tội là mười nghiệp đạo bất thiện sát chấm chấm nếu không vô thường thời không có tội sát như trong đoạn phân biệt tà kiến nói, lưỡi dao đi qua dựa bảy phần của thân. Phái ngoại đạo Pakuda chủ trương bảy yếu tố. Đất nước, gió, không, khổ vui, linh hồn, hợp thành thân. Bảy yếu tố độc lập với nhau en đi, không gây não hại. Phước là mười nghiệp đạo thiệt bất sát. Chấm, chấm vô thường là phân biệt sanh tử, nếu không vô thường thời cũng không có sanh tử, cũng không trói, không mở, như vậy, sai lầm vô cùng. Đáp các pháp trong ba đời đều có tướng riêng, pháp quá khứ có tướng quá khứ, pháp vị lai có tướng vị lai, pháp hiện tại có tướng hiện tại. Nếu pháp quá khứ, vị lai mà có tướng hiện tại, thì nên có lời nạn vấn ấy. Nay quá khứ, vị lai, hiện tại đều có tướng riêng, lại nữa nếu thật không có quá khứ vị lai thời cũng không có luật nghi xuất ra vì cớ sao vì nếu hiện tại trụ trong ác tâm quá khứ lại không có thọ giới ấy là chẳng phải tỳ kheo lại tâm bậc hiền thánh ở trong thế tục khi ấy lẽ đáng phải là phàm phu vì không có đạo ở quá khứ vị lai hiện tại như vậy cũng không có tội ngũ nghịch giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm tổn thương thân Phật, phá hòa hợp tăng en đi. Vì cớ sao? Vì tội nghiệp ngũ nghịch đã qua đi, khi người chết đã vào địa ngục tội ngũ nghịch ấy ở vị lai không có nghiệp nên không có báo, còn thân hiện tại không làm tội nghịch. Nếu không có quá khứ thời không có tội nghịch, nếu không có tội nghịch thời đâu có tội khác. Phước cũng như vậy, nếu không tội phước, ấy là tà kiến, khác gì cầm thú lại nữa, ta không nói quá khứ, vị lai có như tướng hiện tại có. Ta nói quá khứ tuy diệt mà có thể nhớ tưởng phát sanh tâm tâm số pháp như lửa tắt ngày qua, ngày nay có thể nhớ tưởng lại, không thể nói vì nhớ tưởng tới được cho nên lửa liền có. Hoặc thấy chất củi cũng sanh tâm tưởng nhớ biết sẽ đốt lửa. Lửa ngày mai như lửa đã qua, không thể vì nay có tâm nghĩ tới lửa mà lửa liền có các việc vị lai cũng như vậy tâm hiện tại tuy không trụ lại trong một niệm song tương tục sanh cho nên có thể biết các pháp bên trong do ý hiện tại làm nhân bên ngoài do các pháp làm duyên từ nhân duyên ấy phát sanh ý thức dùng ý thức tự tại biết pháp quá khứ vị lai hiện tại chỉ không tự biết tâm tâm số pháp hiện tại ngoài ra đều biết được hỏi trong phẩm Như tướng của Kinh Bát Nhã Ba La Mật nói: Ba đời chỉ một tướng, đó là vô tướng, tại sao nói trí tuệ Phật biết ba đời thông suốt không chướng ngại? Đáp: Chư Phật có hai lối thuyết pháp, trước phân biệt các pháp, sau nói rốt giáo không? Nếu nói các pháp ba đời thông suốt không chướng ngại, ấy là phân biệt nói, nếu nói ba đời một tướng vô tướng, ấy là nói rốt giáo không? lại nữa, chẳng phải bậc nhất thiết trí, đối với ba đời trí tuệ có ngại, cho đến các bậc hiền thánh quán thế âm, văn thù sư lợi, đi lạc xá lợi, phất đối với ba đời trí tuệ đều có chướng ngại. Do nhân duyên ấy, nói trí tuệ của Phật đối với ba đời thông suốt không chướng ngại, không vì vô sự mà nói. Lại nữa có người đối với ba đời sanh tà kiến, cho rằng Pháp quá khứ và chúng sanh có ban đầu, không có ban đầu. Nếu có ban đầu thời có chúng sanh mới sanh, các pháp cũng không nhân không duyên mà sanh. Nếu không bắt đầu thì cũng không cuối cùng. Nếu không bắt đầu, không cuối cùng thì đoạn giữa cũng không. Có ban đầu là có giữa, có sau, không có trước. Có cuối cùng là có đầu, có giữa không có sau. Có giữa là có đầu có sau. Nếu chúng sanh và các pháp không có ban đầu thời cũng không giữa không sau nếu không ba đời thời hoàn toàn không có gì lại nữa nếu không có ban đầu làm sao có bậc nhất thiết trí vì phá các tà kiến như vậy nên nói các pháp ba đời nhất tướng đó là vô tướng chứ không phá trí tuệ về ba đời của phật hỏi vô tướng là hữu biên đáp nếu vô tướng tức là vô biên là pháp không thể nói không thể nạn làm sao nói là hữu biên nếu trong vô tướng mà chấp thủ tướng, chẳng phải là vô tướng. Vô tướng ấy gọi là bất cả đắc không, trong ấy vô tướng cũng bất cả đắc không cũng bất cả đắc thế nên gọi là bất cả đắc không. Lại nữa, Phật có hai đạo. Một, Phước Đức Đạo. Có người nghe Phật có mười lực, bốn vô sở úy, bốn trí vô ngại, mười tám pháp không chung, sanh tâm, cung kính tin vui. Hai, trí tuệ đạo, có người nghe nói các pháp do nhân duyên hòa hợp xanh nên không có tự tánh liền lìa bỏ các pháp đối với không tâm không chấp trước như mặt trăng hay làm thấm vật mặt trời hay làm chín vật nhờ hai nhân duyên ấy vạn vật được thành phước đức và trí tuệ cũng như vậy phước đức đạo hay sanh các công đức trí tuệ đạo đối với phước đức đạo hay lìa các tà kiến chấp trước vì vậy phật tuy nói rốt ráo không mà cũng nói thông suốt ba đời không chướng ngại mà không bị lỗi